Thưa quý vị, chỉ còn vài tháng nữa là bước vào mùa mưa bão. Các cánh đồng rau màu hiện đang chuẩn bị bước vào thời điểm cuối vụ. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường cùng với những ảnh hưởng từ COVID-19 khiến người nông dân không khỏi lo lắng về thời điểm thu hoạch sắp tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ. Từ đầu năm đến nay, nông dân tại vùng rau La Hường thường xuyên phải đảo vụ do ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn. Vì vậy, các giống trung ngắn ngày thường được chọn để tăng gia sản xuất và luân phiên giữa các vụ với nhau. Hiện bây giờ cái vùng rau La Hường này ảnh hưởng rất là lớn. Thứ nhất nữa là cái nguồn nước. Và vừa rồi thì nước tốt thì lại bán làm sản xuất ra thì rau cỏ đồ không có giá. Mà hiện bây giờ trong giai đoạn này thì rau cỏ là cái giá, nhưng mà trời nôm nắng quá, nước sông thì cũng mặn, mà nước giếng đắm tất cả là đều nhiễm phèn mặn hết. Bởi cho nên người nông dân hiện bây giờ rất là khó lồn. Thời điểm thu hoạch trước mùa mưa bão thường rất khó đoán, nên bà con thường lo lắng cho vụ cuối này. Về phía hợp tác xã cũng đã chủ động triển khai một số giải pháp để các xã viên có thể chủ động nắm tình hình và chuẩn bị cho lần thu hoạch sắp tới. Hiện bây giờ thì bà con cũng đang làm đất, chờ khi nào mà thời tiết ủng hộ có mưa thì bà con sẵn sàng là cho xuống giống. Thì khoảng 25-30 ngày sau sẽ có một đứa ra. Khi mà có cái nguồn mà áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoặc mưa thường miên thì bà con bắt đầu là chủ động. Cái gì mà nó tới lứa thì đang thu hoạch có thể là sớm trước 5-10 ngày cho nó khổ bị hoàn thiệt hại. Còn mà cái gì mà cái là mưa dầm nhiều ngày thì bà con bắt đầu dùng những cái mảnh bạc người ta che. Còn mà cái là bổ sẽ vào đổ bổ vào đất liền thì những cái khung đồ thì người ta sẽ thu gom lại giữ cho nó khổ bị bay vỡ. Cũng theo ông Trần Văn Hoàng, mỗi khi tới mùa mưa bão, vùng rau La Hường thường bị ngập úng rất nặng. Do vậy, việc cải tạo đất sau mỗi lần như vậy tốn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch mùa vụ của toàn bộ vùng rau. Việc tranh thủ sản xuất thêm vào thời điểm này cũng giúp bà con bù đắp phần nào thu nhập bị mất sau mỗi mùa mưa bão. Vùng rau La Hường sợ nhất là ngập úng. Chứ còn về mưa triền miên thì bà con hậu sản vẫn hỗ trợ bà con được cái tấm để che mưa và đảm bảo cho cái rau nó được phát triển và nó thu hoạch được. Còn về mà mưa dài rồi song song với đó là thủy điện nó xả nước về thì nó dâng lên ngập úng thì chịu, thì cái đó là bà con có thể chịu. Chứ còn mưa hàng úng thì bà con vẫn thích được, vì cái cây rau bây giờ thì bà con làm trong một ngắn ngày thôi, không qua 25-30 ngày có một lứa, cho nên bà con cũng vẫn tiếp tục để làm cái rau tăng cái vụ đông xuân. So với những năm trước thì năm nay, sản lượng rau màu tại vùng rau La Hường cũng như các vùng rau chuyên canh khác trên địa bàn thành phố bị giảm sút đi rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Càng gần thời điểm mùa mưa bão đến, công tác tổ chức sản xuất lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần sự hỗ trợ kịp thời để bà con có thể yên tâm thu hoạch cho tới cuối vụ.